chan nít này lên luôn. Đó, thấy không? Nô đẹp lắm. Đẹp à, đó mình đi ra khu này có ba cái nhà. Ở cái nhà thì nó chơi đẹp chút 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 rồi nhìn đi. Nhà này tự nhiên là mắc cười quá. Halloween, Halloween. Nó nhìn này đẹp, nhìn này đẹp. Wow, bự nè, bự nè. Thấy nguyên con là đẹp rồi. Vậy hồi trước Noel kêu chở cho cha đi coi không chịu trả lươi rồi đó, bây giờ kêu nó đi nó không thèm đi luôn. Đẹp quá trời. Nói chứ anh chiều lắm đó mà. Mấy chiều gì? Mấy mùa Noel á em kêu mấy mùa Noel á chơi game là không có được. Wow. Kêu chở đi không chở, bây giờ nó không thèm đi luôn, làm gì đó. Giờ Noel bên này đẹp nè, quay qua thôi đi vòng ra đi, chạy cho hết xăng luôn. Thêm vòng nữa hả? Để quay thương nó không quay tới mình tội nhức đầu lắm. Đẹp ha. Ừ. Tại mấy nhà này đẹp cái không, không có xe phía trước. Ờ, có cái ngôi sao xanh xanh này đẹp nè. Rồi, chỉ lên ngôi sao coi, chỉ lên ngôi sao trên đó. Hào hào đẹp ghê. Còn ngôi sao cái cây rồi. Chắc mua mấy cây dền ngắn quá hả? Cái đó được không? Chạy chéo hết rồi, qua tới nhà mình nè. Thôi cứ vòng nhà mình vòng ra không? Qua nhà mình luôn không em? Qua nhà mình hả? Qua nhà mình xíu đi. Qua nhà mình mắc cỡ quá. Thôi kệ, qua nhà mình đi. Cái chỗ cái đít em ghế ngồi nóng lắm á. I know. Nè, qua nhà mình có cái ống khói à. Đó, thấy rồi, thấy ống khói rồi. Qua nhà mình thiêu... cái chút béo quá. Vậy được rồi, ống khói. Ngoài nhà mình quay cái kỹ nha, cố tiên cái nhà mình chưa. Ồ, nhà mình cũng đẹp đó, đó nhà mình đây. Đó, đây là nhà của mình. Nhà của mình. Chưa ra đi. Quay ra. Đây là nhà anh của anh Phil. Nhà anh Phil cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhà này đang làm chưa xong. Anh Phil tháo bản chung rồi. Tháo bản chung hả? Có chiếc 1250. Chắc thấy chung bậy bạ quá, tháo bản chung rồi. Đó, bên đây cũng Phil luôn nè. Bên đây anh Phil luôn. Hai Phil. Rồi, còn đây là những cái nhà gắn cái đèn. Wow, nhà này gắn đầu viên nè. Nhà này gắn đầu viên. Đâu có. Cái nhà Halloween này mới gắn đầu tiên nè. Ôi, cái này hả? Ừ. Rồi, Halloween này là hai cái màu đỏ, mới đầu nhìn sơ, tưởng hàng rắn. Trời ơi, mấy cái nhà ở ngoài nó làm thêm mấy cái lá phía trên nữa đẹp lắm. Yeah. Ừ, cái nhà này nó thiếu cái lá phía trên đủ màu nữa là hết sảy luôn á. Nói giờ đi thẳng nè. Thẳng là luôn á, thẳng lắm. Cái chỗ này biết rồi. Coi phim Mỹ mà mỗi lần Noel mấy cái phim nó hay có mấy cái đèn á. Giờ mới thấy thiệt á. Giống phim ở nhà của mình không nhớ không? Tự nhiên họ gắn nhiều lắm, nó giống như là Mỹ đậu chúa nhiều. Hình như có nhiều người ta đâu có đi đến nhà thờ. Thì nhà mình cũng vậy. Ta vẫn gắn. Bên này thì ở trong kia. Nhưng mà ok, có vô đây coi một tí không? Coi khác cũng được. Bây giờ nội thôi cũng được, với xa xa cũng được. Em cầm nhấn số 5 ghế 5 giờ nữa. À, xuống ở dưới cùng là số 5. Rồi ok. Được, rồi tí xíu nữa, rồi nhấn nhấn một. Có gì không? Wow,
Rồi ba đến quẹo hẻm nào? Hết hẻm rồi, hết hẻm đẹp rồi. Hết hẻm đẹp rồi hả? Ờ, toàn là xấu không à. Hẻm này hẻm cuối cùng của con đường này nè. Có gì không? Lại không có gì. Nothing, không có gì, không có nothing. Gì. Nothing. Nothing. Ê, cái này mới là cuối nè. Cái cuối lúc nào cũng đẹp, mấy lần nào cũng vậy, vô cái cuối đẹp nhất. Khó cái nhà này nó gắn đủ màu. Khó cái dây đủ màu nhìn thích nha. À cái nhà đủ màu mà vô thử ha. Không, như nhà này nè. Đẹp á. Ừ, cái chầm cái trên cái mái nó gắn nhỉ. Không, anh nghĩ chỗ xem lắp á nó sẽ bán lại, nó sẽ bán lại thôi, tự nhiên hết hàng sớm quá. Tại người ta mua nó làm không kịp á. À. Tại vì vừa tháo cái thì còn Halloween nè. Thường á. Này còn để ma nữa cha. Đông thường. Thường thường á là khi mà Halloween tháo xuống á là cái này nó thế lên đã bắt đầu người ta ăn chơi cho đến Tết. Trời ơi, còn cái nhà cái xe nó bị đụng. Thì ghê quá. Anh banh luôn. Cà cỏ để. Ờ. Xe đã cái đầu xe bị đụng nát mấy. Nè nhà này gánh cũng đẹp nè. Mái giống nhà mình đó nè. Khoan, tới xíu mà em rồi những bao nhiêu đây bao nhiêu quẹo đi, quẹo đi, chưa ta ra tới đầu đường mà. Rồi tới đầu đường hả? ăn cho hết phải không? Ừ. Ok. Nhà ở đây có con rùa con gì nè, nhìn đẹp chưa? Nhà này cũng thuộc là nhà đẹp nè. Nhà này có con nít. Nhà này có rồi nhóc. em để số 1 lại đi cho nó rộng. Nhà này có con nhóc nè. Bởi vậy tàn đó thấy ông siêu nhân không thấy không? À có con trai. Ờ, dạ, có con nhóc. Nhóc nào á, nhóc nào cũng vậy lắm á. Bởi vậy nhìn là biết nhà có con trai siêu nhân không? À, nó sống đang nhìn nó hơi cũng có mấy căn giống mình vậy. Ừ, cái xóm của mình, cái chỗ của mình nó là ít căn nhất á. Em thấy quẹo người ta vô quá trời căng luôn. Nhà mình có nhìn mình nhà mình nè. Nhà mình mỏng mới chịu làm. Nhà mình với khu đường sắt có chút béo hả? Khu ngắn. À. Cũng đẹp. Có căn nhà ở đây cũng đẹp. Ha. Nói chung là nguyên cái dãy này căn nhà đó đặt ở thì vị trí nào anh thấy nó cũng ok anh. Mà phải gắn cái trên bãi cỏ nhiều nhiều lên. Trời, mình mà gắn mấy cái bong bóng á, con mèo nó ra nó nhảy nó dồn cái chắc. Rồi ok, em quay đây đi, hết rồi đó. Hết. Mình quay rồi là hết rồi đó, hết rồi. Đinh này phải không? Ok. Đinh. Bye bye, Noel 2023. 2024 quay tiếp không?